Xin chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Ms Hạnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo ở trong quyển vở bài tập toán lớp 4, bài 7 phần luyện tập trang 9 của vở bài tập toán lớp 4 tập 1. Bài số 1 ở đây viết số thích hợp vào chỗ chấm này. Ta có số 14.000 này. Tiếp theo là 15.000 này, đây là 16.000. Như vậy số tiếp theo của chúng ta sẽ là 17.000 này, 18.000 và 19.000. Vậy các em sẽ điền vào 17.000 này, 18.000 này, và đây là 19.000. Đây chúng ta có 48.600 lên đến 48.700. Như vậy sẽ tăng thêm 100 đúng không ạ? Đến 48.800 này. Đến đây là 48.900 rồi, sang đến 49.000. 49.000 rồi, thêm 100 nữa, lên đến 49.100. Như vậy cứ số sau thì nó sẽ hơn số trước 100 đơn vị. Sang ý C, 76.870, 76.880, 76.890. Như vậy cứ tăng lên 10 đơn vị đúng không ạ? 76.890 rồi đến 76.900. Đến đây là 890 này, kèm thêm 10 đơn vị nữa thì bằng 900. Như vậy 76.900. Sau đó kèm thêm 10 đơn vị nữa bằng 76.910. 76.910 thêm 10 đơn vị nữa bằng 76.920. Đấy, đối với các cái ý ở trong câu C thì số viết sau nó sẽ hơn số viết trước 10 đơn vị. Sang câu D này, 75.697, 75.698. Như vậy số viết sau hơn số viết trước 1 đơn vị thôi. 698 rồi đến 699 này, 75.699 này, 699 thêm 1 đơn vị nữa thì sẽ bằng 75.700. Xong đấy thì cái số này thêm 1 đơn vị sẽ bằng 75.701. Thêm 1 đơn vị nữa thì bằng 75.702. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Sang bài tập số 2, ở đây các số của chúng ta là các số có 6 chữ số. Đây có 6 chữ số, có 6 ô thì các em sẽ viết 6 cái số này theo đúng cái thứ tự này, mỗi chữ số các em viết vào một ô theo đúng thứ tự này luôn. Như vậy con 8 này ở vị trí hàng trăm nghìn, 8 đầu tiên các em viết số 8 vào ô đầu tiên. Tiếp theo là đến số 5. Số 5 này hàng chục nghìn. Đấy, các em viết đúng thứ tự nhá. 8 này rồi đến 5 rồi đến 3. Như vậy 3 hàng nghìn, các em điền số 3 vào. Sau số 3 là số 2. Đấy, các em điền số 2 vào. Sau số 2 là số 0. Sau số 0 là số 1. Đấy, như vậy đây là số có 6 chữ số này. Các em viết đúng 6 chữ số này theo đúng cái thứ tự. Theo đúng thứ tự ngay ban đầu vào 6 ô. Và chúng ta đọc thì các em đọc 3 số đầu. Sau đó các em thêm chữ nghìn vào rồi các em đọc 3 số sau. Như vậy ở đây sẽ là 853.000 này. Tám trăm năm mươi ba nghìn. Hai trăm linh một, đấy, 853.201. Sang dòng thứ hai, đây là 730.000, 130. Như vậy các em viết đúng 6 cái số này theo đúng cái thứ tự này luôn. Đi sang đây. Như vậy sẽ là 730 này. Cứ 3 số các em cách ra một chút, 130 này. Như vậy thì đây sẽ là 730.000. Bảy trăm ba mươi nghìn 130. Tiếp theo nữa, các em viết 6 số này theo đúng thứ tự sang đây. Như vậy 621 010. Các em sẽ đọc là 621.010. Sáu trăm 21.000. 621.010. Đấy, cô đọc lại 621.010. Tiếp theo là 400.301. Như vậy chúng ta có 400.000 này. Các em cách ra một chút. 301. Chưa? Như vậy các em viết đúng 6 cái chữ số này sang đây theo đúng thứ tự. 4 viết đầu tiên này, 0 này, 0 này, 3 này, 0 này, 1. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 và bài tập số 2. Bài tập số 3 các em nối nhá. 407.000 này, 407.000 này, 310. Thì ở đây chúng ta có 407.310. Cái ô này các em nối xuống đây. Tiếp theo là 810.000. Cứ 3 số này các em đọc, các em thêm những nghìn vào. 810.021, 810.021. Đấy, cái ô này các em nối lên đây. 765.070, 765.070. Như vậy ô này các em nối lên đây. Tiếp theo sang bài tập số 4. Viết 4 số có 6 chữ số, mỗi chữ số là chừng này. Như vậy các em có nhiều cách viết khác nhau. Cách viết thứ nhất là các em viết theo đúng thứ tự này. Cô viết này, 123 này, 589 này. Đây là cách viết thứ nhất. Cách viết thứ hai, các em có thể đổi con 8 và con 9 cho nhau, đúng không ạ? Hoặc là các em có thể đổi con 1 và con 2 cho nhau. Có nhiều cách viết lắm, đúng không ạ? Đấy, miễn là sao đều có 6 cái chữ số này được. Ví dụ cô đổi 123 này, 598. Đấy là cô đổi số 8 và số 9 và số 9 với số 8 với nhau. Tiếp theo bây giờ cô lại đổi cái con 9 này, cô đưa con 5 và con 9 cô đổi vị trí với nhau. Đây đây, 59 cô đổi với nhau thì cô được là 123958. Các bạn không thích đổi như thế này, các em thích đổi ở vị trí khác. Các em muốn đổi vị trí con 2 và con 3 với nhau cũng được, con 1 và con 2 với nhau cũng được. Ví dụ Cô đổi là số này nhé, cô đổi con 2 lên trước nhé. Như vậy cô có 213. Đấy, 589. Như cô đã nói là chúng ta có rất nhiều các cách đổi ở đây. Các em có thể đổi vị trí của hai số bất kỳ trong số các cái số này. Và các em viết ở đây thì người ta chỉ yêu cầu chúng ta viết 4 số thôi. Đây, các em có các cách đổi khác nhau. Cái số thứ hai này, số 0 không thể đứng đầu được nha. Các em cho số 1 đứng đầu, được chưa? Ví dụ cô cho đổi số 1, đưa số 1 lên trước số 0 này. 1 0 2 3 4 5. Được không? Bây giờ cô lại đưa số 2 lên đứng đầu thì cô có là 201 345. Không thì cô lại đưa số 3 lên đứng đầu. Đúng không ạ? Hoặc là để như này, bạn nào thích đổi con số 4 và số 5 này cũng được này. 201 354. Đúng không? Hoặc là bây giờ chúng ta đưa số 5 lên đứng đầu đi. Đấy, 501 234. Đúng không? Em có rất nhiều các cách viết nữa nhá. Miễn sao là không phải số 0. Số 0 không đứng đầu nhá. Đấy, số đứng đầu khác không là được. Và chúng ta đổi chỗ các cái số sau. Các em có nhiều cách đổi khác nhau. Hoặc là các em viết theo cách của cô ở đây để chúng ta được 4 số này thì cũng được. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ cái bài 7 trang 9 luyện tập của vừa bài tập toán lớp 4. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở các video giảng tiếp theo.